Chào mừng quý ông bà anh chị em đến với một mũi men cho đời phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng cử hành và suy niệm Chúa Nhật lễ mình máu Thánh Chúa. Tới đây chúng ta cùng lắng đọc ít phút để lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và ta bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu con người, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi." Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Và ta, ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hàng sống đã sai ta. Nên ta sống nhờ cha thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như trong các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng chiêm niệm và chia sẻ mầu nhiệm tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã hiến thân chính mình làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Đây quả là một tình yêu cao vời của Chúa, một tình yêu sẵn sàng cho đi vì lợi ích của người mình yêu và một tình yêu mời gọi chúng ta tiếp tục sẻ chia và trao ban cho anh chị em chúng ta trước hết chúng ta cùng nhau chiêm ngắm tình yêu cao vời của chúa một tình yêu sẵn sàng cho đi vì lợi ích của người mình yêu ba năm xuống thế làm người chúa luôn tìm mọi cách để tỏ lộ cho chúng ta nhận ra tình yêu hiến trao của chúa chẳng hạn như khi thấy đoàn lũ dân chúng đông đảo kéo đến như đàn chiên không người chăn dắt, Chúa đã chạy lòng thương họ. Khi chứng kiến cảnh tượng đám đông bỏ cả ngày trời ngồi nghe Chúa giảng dạy và chiều phải ra về trong sự mỏi mệt và đói khát, Chúa đã không đành lòng để họ ra về mà bụng thì đói. Vì thế, Chúa đã làm phép lạ là hóa bánh và cá ra nhiều để cho mọi người được ăn no nê. Nhưng cái đói thể lý không làm cho Chúa phải lo lắng đau buồn nhiều cho bằng cái đói tinh thần mà dân Chúa phải hứng chịu do hậu quả của tội lỗi. Chúa mời gọi họ hãy lao công làm việc để có lương thực trường tồn, lương thực vĩnh cửu. Đó là thứ lương thực vượt xa những lương thực trần gian để đem lại cho con người cuộc sống mới không phải như trong các ngươi đã ăn mana và đã chết ai ăn bánh này sẽ sống đời đời và lương thực ấy chính là mình và máu thánh chúa hiến trao cho chúng ta qua bí tích thánh thể quả thế nơi bí tích thánh thể chúa đã hiến trao cho chúng ta tình yêu của ngài tình yêu cho đi chính sự sống của mình để cho người mình yêu được sống và sống dồi dào Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh được bẻ ra cho con người, chịu nghiền nát, chịu tan biến, chịu tiêu hóa trong con người. Chúa muốn hòa nhập vào máu thịt của con người như Chúa đã nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Chúa đã trở nên tấm bánh kỳ diệu để đi từng vào chân tơ kẻ tóc của con người trở thành tấm bánh để hòa vào từng giọt máu từng thớ thịt của con người đó là một tình yêu quá cao vời đó là một tình yêu quá táo bạo đó là một tình yêu quá độc lạ tất cả chúng ta chỉ là cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc kế đến khi đã được chiêm ngắm và no thỏa tình yêu cao vời của chúa mỗi người chúng ta được mời gọi và được chúa thúc đẩy chia sẻ và trao ban tình yêu chúa cho anh chị em chúng ta quả thế trước khi thực thi phép lạ hóa bánh ra nhiều chúa đã mời gọi các tông đồ các con hãy cho họ ăn thế nhưng vì chưa được tình yêu chúa cảm hóa và ban sức mạnh chúng ta đã phản ứng theo thói thường của con người ngại khó sợ hy sinh nên thánh tông đồ Philip đã nói có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút thế nhưng sau khi đã được Chúa cảm hóa thông chia tình yêu của mình và đón nhận lệnh truyền anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy các tông đồ và biết bao thế hệ các Kitô hữu khác đã không ngần ngại bẻ tấm bánh đời mình, chia sẻ cho tha nhân. Để làm cho phép lại tình yêu của Chúa được tiếp diện trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ Teresa Cancusta là một trong những điển hình mà chúng ta cần noi theo bắt trước. Vào năm 1983, sau khi tham dự thánh lễ với Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II tại nhà nguyện riêng, được Ngài tặng cho chiếc xe hơi mới, ngay sau đó, mẹ Teresa đã bán chiếc xe ấy để lấy tiền giúp cho những người nghèo bất hạnh và khổ đau tại Ấn Độ. Quả thực, qua bàn tay mẹ Teresa, phép lạ hóa bánh đã được tiếp diễn. Chiếc xe hơi đã thành bánh cho những người nghèo, thành nơi nương tựa cho những kẻ khốn cùng. Và mẹ Teresa đã chia sẻ với chúng ta. Chúa Giêsu đã bẻ vỡ chính thân mình để cho chúng ta như lương thực, thì chúng ta cũng phải phân chia và san sẻ chính mình cho người khác. Mừng lễ mình máu thánh chúa hôm nay, Chúa vẫn đang tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên tấm bánh tình yêu hiến dâng cho Chúa và chia sẻ cho anh chị em mình để phép lại tình yêu của Chúa luôn tái diện trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và năng đón rước lấy mình máu thánh Chúa, để chúng con có được Chúa biến đổi và sẵn sàng trở nên tấm bánh Chúa bẻ ra và trao ban cho anh chị em chúng con. Amen.